shopbongrành.com, shop bán Robux, ạc Roblox uy tín giá rẻ. Vòng quay may mắn, minigame nhận Robux cực khủng, dịch vụ cài thuê nhanh gọn, chất lượng. Truy cập ngay shopbongrành.com. Ôi các bạn ơi, hỏng rồi. Sáng ngày hôm nay khi mình vừa mới mở mắt ra, mình vừa mới thức dậy thì mình nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ Bơ các bạn ạ. Bơ nói là Bơ bị bắt vào trong một cái bệnh viện. Nhưng mà Bơ đâu có đi khám gì đâu. Nên mình đang nghĩ là chắc chắn iPhone 15 đã ra mắt, nên có những kẻ manh động đã bắt Bơ đi mổ bụng ra lấy nội tạng để bán lấy tiền mua iPhone. Really nigga. Nên bây giờ mình đã đến cái bệnh viện đấy để chuẩn bị giải cứu Bơ các bạn ạ. Đây, mình sẽ đi tìm Bơ xem Bơ ở đâu. Cái giường này không có, giường này cũng không. Cũng không. Bơ đang đứng trước máy chém các bạn ơi. Trời ơi, hỏng rồi. Bơ ơi, em còn sống không? Có phải chị đã đến muộn rồi không? Vẫn sống, vẫn sống. Cứu em với. Trời ơi, còn sống mà đứng đấy làm gì? Đứng đấy chết đấy. Chạy ra khỏi đây thôi. Đi thôi, chúng ta đi qua cửa này luôn. Hỏng rồi, rồi chết rồi. Đồ ngu. Chị ơi, ở đây có cái cần gạt, hình như là mình phải gạt. Đúng rồi, mình phải gạt. Đi ra, đi ra. Ra. Ui rồi. Em dạo này thông minh hơn rồi đấy. Bây giờ mình đi đâu hả chị? Thì mình đi con đường, có mỗi một con đường thôi. Đi cái đường này chứ còn đi đâu nữa. Đây rồi, được rồi đấy. Nhanh lên, đoạn này chúng ta sẽ nhảy qua laser nè. Ôi trời ơi. Ôi rồi, chị nhảy phát qua luôn Bơ ạ. Em cũng thế, đấy. Đau lâu. Ôi chị đi về đây Bơ ơi. Thôi ơi. Sao em tự nhiên em lại để người ta bắt. Từ sau em phải tự bảo vệ mình, chị đi về đây. Ôi trời ơi. Chị cái gì? Có về được không? Thôi chị nghĩ là không. tại vì lúc vào chỉ có đường vào, không thấy đường ra đâu các bạn ạ. Toàn súng, toàn thật rồi bố em. Mình còn đường kiếm chị ơi, nhảy thôi. Mình sẽ đi qua đây. Nhớ đúng một checkpoint nha, không chết là ngu người luôn ấy. Ủa, ở dưới này là một thứ chất lỏng màu xanh lá cây, chắc chắn là một loại axit các bạn ạ. Quá chuẩn luôn. Cái xương gì đây mà người nó to thế hả chị ơi, trời ơi. Đây là xương một người khổng lồ đấy. Chắc là người này bán đi phải được mua được 10 cái iPhone em ạ. Ôi giời ơi. Chị vừa chết, chị vừa bốc phét lắm quán nên chị vừa chết rồi, chị sẽ nhảy lại. Em cũng vừa bị hiệu. Được rồi. Yeah. Ok, đi thôi, get go. Đoạn này đi zig zag à? Đây. Ủa, có một bạn vừa chết các bạn ạ. Hỏng rồi, đi cẩn thận chứ bạn ơi. Bạn kia ngó thật sự luôn đi. Ủa. Một quả đầu lâu cực to. Chắc là em nghĩ là nếu mà ai không chạy thoát ra khỏi đây chắc là bị như thế đấy chị ơi. Đúng. Chắc chỉ còn mỗi cái đầu lâu thôi các bạn ạ. Mình sợ quá rồi. Ok. Rồi. Yeah. Được rồi đấy, chị bây giờ mình sẽ nhảy qua đây thì đơn giản. Easy. Đây. Nhảy. Chị đi trước đây Bơ ạ. Em đi ngay sau chị ơi, chị ơi. Đây thôi rồi. Ui, vừa nãy là chất lỏng màu xanh, bây giờ là chất lỏng màu hồng nè. Hay là lừa mình đúng không chị? Lừa mình ấy. Nó là một chất kích thích đấy. Hoặc là một chất gì đấy mình không biết, mình bốc phét đấy các bạn. Ôi. Mình chỉ có thể đi xuống thôi, mình phải đi xuống rồi, anh này bảo thế. Mình đi xuống đây là xuống. Mình bị hẹo luôn chị ạ. Thì Bơ đi xuống đi, Bơ đi. Đi chị đẩy Bơ thế xuống này. Bơ ui. Nhảy cực kỳ xa luôn đấy chứ. May quá không bị hẹo chứ. Chúng ta còn cái con đường này là con đường duy nhất mà. Chắc là không hẹo được đâu. Lại là những khúc xương. Ui không biết là ông này ông đã mổ bụng bao nhiêu người các bạn ạ. Nhiều xương lắm. Nhưng mà cái xương này nó còn bị lún nữa chị ơi. Nên là mình đi sẽ nhảy lên hơi khó. Đi lên cầu thang, lên cầu thang Bơ, lên cầu thang. Lên cầu thang. Ui, xuống đấy, hai đứa mình đang rất là hăng say với các bạn ạ. Rất tập trung. Ôi giời ơi. Hả? Em rơi à? Ui giời ơi, lên cầu thang hả? Cũng rơi. Thế này thì làm sao mà ủi đấy lại rồi, rơi part 2 các bạn ạ. Đồ ăn hại. Mình đeo hai kính ra, mình phải bỏ bớt một cái kính ra mới được. Rồi chưa? Ok. Mình vào check bar. Mình bỏ kính ra trông nó hơi đơ đơ. Trước khi vượt ra khỏi đây mình phải đeo cái này cho xinh. Đấy, ok. Nhảy qua cái màu vàng này sẽ chạy nhanh không Bơ? Để em thử nhá. Nó nhanh thật chơi. Ui nhanh thật bạn. Ui nhanh thật. Mình có thể nhảy qua đây để vượt qua cái chướng ngại vật này. Bọn mình cùng nhau hẹo ở vị trí này các bạn. Chị đến đây chưa chị Ốc ơi? Chưa, chị mới vừa bắt đầu lại từ đầu. Ôi giời, em đến đích rồi. Dê. Chị sắp đến đích rồi. Thật ra là mình cũng chả biết là phía trước là thế nào các bạn ạ. Mình chỉ chạy theo tổ tiên mới bảo đấy rồi.
kia là thang máy hay sao đúng không? Đúng rồi, ui cao ấy. Đi thôi em ơi, thang máy này sẽ đưa chúng ta lên đến bề mặt đấy. Ồ, thế là mình đã lên chưa chị ơi? Ờ, chị không biết. Ôi giời lên ơi. Chưa nhỉ? À lên rồi, ô, lên rồi, nhé. lên rồi, đây. Lên rồi, lên rồi. À nãy mình đi xuống em ơi, thấy không? Xong rồi là mình đi vòng qua một đường rồi mình lại đi lên đây. Ô thế sao cái đoạn này giống cái đoạn mà lúc nãy chị em mình đứng ấy nhỉ? Thì chính là đoạn đấy. Ôi bờ chán thật các bạn ạ. Một ông bệnh nhân siêu to khổng lồ đang đứng ở đây. À nhầm, đang nằm ở đây chứ. Ôi trời, ông này chắc chắn là mổ bụng ra rồi bán được 10 cái iPhone đấy bờ ạ. Ông ấy to này cơ mà. Ông này chị đoán là ông này sắp mổ ra để lấy thận đấy. What? Ôi trời ơi, thì mình phải trốn thoát ngay thôi. Nhưng mà vào đây làm gì có chỗ trốn đâu. Chỉ có mỗi máy chém này thôi. Chị ra đây xem răng của ông này này chị. Ôi trời ơi. Ôi rồi trong này luôn, ông ấy ngậm mồm vào rồi nè. Ôi giời ơi, mình chơi vào họng của ông đấy luôn rồi chị ơi. Ui nhanh lên, mình phải chạy thoát, nếu không là người ta mổ bụng ông đấy là thôi mình xong đời đấy. Ủa, đây là cái cổ họng mà. Nhảy. À. Ủa, ăn hẳn bánh donut và bánh pizza. Ôi giời ơi. Ôi hai đứa mình lăn lung lốc các bạn ạ. Đi coi. Ôi giời. Ông này có vẻ là ăn hơi tạp chị ạ. Ôi giời ơi. Ăn tạp thật. Yeah. Được rồi, ui trời, đoạn này dễ quá, đoạn này lên này, mình lên một phát được luôn đi chứ. Game dễ. Ờ. Ghê. Ui trái tim, ông ấy đập bịch. Ui trời ơi, tim ông này to thế. Ừ, người ông ấy to vậy mà. Mình chạm vào cái màu tím là mình bị hạo luôn chị ạ. Tất nhiên rồi, em phải nhảy qua cả đá thế này. Ui, ông này ăn cả đá hả các bạn ơi. Ảo thật đấy. Ôi giời ơi, đến cái bậc cuối cùng rồi mà còn chết. Cay tê nhờ. Bơ đâu. À, bơ thoát em... rồi. Em tưởng em hẹo nhưng mà không, hay quá. Đây chị đến này. Yeah, được rồi. Ôi trời ơi, vất vả quá. À, nhảy qua những cục xương. Ê, mình nhảy qua cái chỗ to này thì mình sẽ nhảy dễ hơn ấy, cơ hội sống cao hơn. À, ra vậy. Yeah. Em cứ nhảy theo chị thôi. Đây. À, cái đoạn này căng rồi, chắc là phải chọn một trong ba để xem bạn này. À, kìa, đi theo bạn Nam, Ô kìa. Ôi trời ơi. Xin vĩnh biệt. Sao nhỉ? Anh ấy cứ đẩy mình nhỉ? Anh ấy thấy hay thích mình à? Đẩy mình các bạn ạ. Ô, bạn đi đường nào ấy bơ? Đi đây, lúc nay em nhìn thấy. Đồ bạn đấy đi. Ờ. Bạn đi tiếp đường nào? À, bạn đấy đi không phải. Thế thì là đi đường này. À, đúng rồi. Thế còn cái này là đi đường nào ấy nhỉ? À đi đường này. Đấy. Mình nhìn kỹ thì sẽ thấy có điểm khác biệt các bạn ạ. Nhưng mà mình không nói cho các bạn biết đâu. À, khúc xương thật là đáng thương. Đi thôi. Hả? Hiểu kiểu gì? Yeah. Ồ đấy, may quá, tí thì chị chết chứ. Rồi. Ui bơi, trên này cái gì cao đấy. Quả tim, quả tim. Đi. Leo lên. Ui hóa ra là người, chắc người chủ cái bệnh viện này là buôn bán nội tạng các bạn ạ. Mình không thấy cái điểm đích đâu dạ. Ôi trời ơi. Sắp lên đến nơi rồi. Trông mình như kiểu hai con kiến đang bò lên cái đích ạ. Chóng mặt quá các bạn ơi, mình chóng mặt quá. Đến đích chưa? À đây rồi, đến rồi. Rồi. À, đi qua mấy cái này, cẩn thận kiểu nó chạm vào người mình là chết các bạn ạ. Ôi giời ơi. Sao mày ngu thế hả? Chị đã rất là cẩn thận rồi nhá. Nhưng mà cái góc nhìn nó có vấn đề á. Đấy, cái góc nhìn nó bị quá các bạn. Mình phải lựa chọn cái góc nhìn khác. Đi đâu rồi? Chị á, chị lại bắt đầu lại cuộc đua. Chuyện lại như chưa bắt đầu. Đây. Rồi. Ok, được rồi. Ui ôi. Đây là gì? Đây là ruột già của ông đấy ấy. Ui ruột già trơn đấy. Trời ơi, nhanh thật sự luôn. Nó trơn. Ôi. Bồn cầu à? Mình mới chui ra từ bồn cầu chị ạ. Thế bây giờ mình nhảy xuống đây là mình đến cái đường cống nước thải. Cống thoát nước của cái bồn cầu này. Nhanh lên. Đây. Chết bòi. Mình sẽ đi bên kia có cái thang. À đây, đường đây. Trời ơi, thấy đường nhưng không đi được các bạn ạ. Thật là suy. Đi lại này. Bơ rất là được các bạn, bơ đi rất nhanh rồi.
Ở đây mình sẽ không đi qua được ngay đâu. Mình đi vòng ở đây và nhảy lên những cái phiến sắt hay thép gì đấy các bạn ạ. À thế à. Đó. Quá được luôn. Đi đôi bơ đi đi. Đoạn này là em đã đi đúng chưa? Thì tất nhiên em đi đúng rồi. Không lẽ nếu bây giờ em đi sai là em nhảy xuống giữa. Ui thoát rồi à? Thoát rồi. Nhanh thế à chị? Xuất sắc các bạn ơi. Một pha gọi là vượt nhà tù ạ. Không phải vượt nhà tù mà là vượt ngục à? Không, cũng không phải vượt ngục mà là thoát khỏi một cái phòng khám có vẻ rất to nhưng mà bọn mình lại mất rất là ít thời gian các bạn ạ. Vỗ tay, vỗ tay. Đây trời, đây chính là cái cổng mà lúc em bị bắt vào đây này. Hả? Thế thôi mình đừng vào cổng này nữa. Mình nhưng mà ở đây chị thấy map cũng chả có gì. Thế bây giờ phải làm sao để về được nhà nhỉ? Hay là chị gọi taxi đi. Chị làm gì mang cái gì mà gọi taxi đây này. Chị có mỗi quần áo bệnh nhân còn chưa kịp thay ra. Em có đồ em không có. Em mặc sành điệu này không có điện thoại. Ôi giời ơi, thế bây giờ mình phải đi bộ về thôi chị ơi. Không còn đồ nào rồi, khác à? Thôi đi, bọn mình đi bộ về đi. Thôi các bạn ơi, bọn mình phải đi bộ về đây. Vì không có đứa nào mang tiền hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye, đường về nhà xa quá. Hẹn gặp lại cho các bạn những video lần sau nha. Bye bye. Đi thôi, đường về nhà xa quá các bạn ơi. Bye bye. Cần giải cứu.